Kính chào quý vị khán giả. Bộ Công an Việt Nam đã thông báo Việt Tân là một tổ chức khủng bố và những người có liên quan đến tổ chức này sẽ bị xử lý đồng phạm tội khủng bố. Người dân ở trong nước đã hiểu rõ bản chất phản động và chống phá của tổ chức này. Chính vì vậy, ở ngoài lãnh thổ Việt Nam, tổ chức phản động này thường xuyên gia tăng hoạt động nhằm lôi kéo một số người Việt ở hải ngoại với mục đích gây quỹ, kêu gọi tiền tài trợ. Quý vị hãy nhìn những hoạt động gần đây của tổ chức khủng bố này. Ngày 29 tháng 5 năm 2022, chúng tổ chức tiệc gây quỹ với khẩu hiệu giúp dân, cứu dân và vận động tiền tài trợ tại Mỹ. Tiếp đó, vào ngày 20 tháng 11 năm 2022, chúng lại tổ chức giao lưu với bà con người Việt tại nước ngoài với nhan đề là Hát cho đồng bào tôi, dân quyền cho đồng bào tôi, với sự xuất hiện của Chủ tịch Đảng Việt Tân Lý Thái Hùng, cũng nhằm kêu gọi tiền tài trợ. Không dừng lại ở đó, bức hình này được ghi vào ngày 23 tháng 11 năm 2022 khi chúng tiếp tục tổ chức một buổi cơm thông tin và gây quỹ cho tù nhân lương tâm Việt Nam tại Thụy Sĩ. Tại tất cả những buổi gây quỹ này, để có thể lôi kéo được nhiều người Việt đang sinh sống tại nước ngoài tham gia, hòng gom góp được nhiều tiền của họ, thì chúng đã sử dụng những thủ đoạn luận điệu gì? Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Trần Khải Thanh Thủy, Đặng Xuân Diệu, Nguyễn Văn Đài, Phạm Minh Hoàng, Trần Thị Nga, Hồ Đức Hòa là những người đã vi phạm pháp luật tại Việt Nam, được các đối tượng khủng bố Việt Tân vinh danh và khoác lên tấm áo tù nhân lương tâm để ứng cử giải thưởng nhân quyền mà chúng tự lập ra. Đây là những quân bài để chúng tạo cớ kêu gọi tiền tài trợ. Từ khi ra đời cho đến nay thì cái hoạt động gây quỹ luôn là một trong những cái hoạt động mà Việt Tân thực hiện để có cái kinh phí phục vụ cho các cái hoạt động chống phá Đảng Nhà nước Việt Nam. Đặc biệt là gần đây thì chúng tổ chức các cái buổi gây quỹ trực tuyến để triệt để lợi dụng các cái tiện ích của mạng Internet để tiếp cận được với nhiều người. Với cái sự có mặt của cái số đối tượng mà đã bị chúng ta bắt xử lý hình sự. Tại các buổi kêu gọi tài trợ, những đối tượng cộng cán trong tổ chức khủng bố Việt Tân đã sử dụng những cụm từ đánh vào lòng nhân nghĩa như cứu trợ dân nghèo khó trong mùa đại dịch, đóng góp vào phong trào giúp dân, vì dân chủ nhân quyền, hòng lừa phỉnh người nghe. Và phương thức thủ đoạn thì tinh vi. Các đối tượng này cũng đã tạo lập hàng nghìn cái trang web, các cái tài khoản mạng xã hội trên nhiều cái nền tảng dịch vụ như là của Facebook, của YouTube, Instagram, của Blogspot để hoạt động chống phá chúng ta. Thời gian đầu đã có những người bị huyễn hoặc bởi thông tin xuyên tạc đã quyên tiền và tiếp tế lương thực thực phẩm cho tổ chức khủng bố Việt Tân. Tuy nhiên, quan sát một thời gian dài kể từ khi thành lập vào năm 2004 đến nay, năm nào Việt Tân cũng phát động gây quỹ, nhưng những luận điệu để kêu gọi tiền viện trợ ngày càng lạc lõng. Bởi lý do gom tiền lúc đầu chúng đưa ra là hỗ trợ các nhà dân chủ trong nước, giúp người nghèo xây trường học và yểm trợ Việt Tân quốc nội. Song trên thực tế, những khoản chúng chi cho giới dân chủ hay những kẻ chống phá bị nhà nước Việt Nam phạt tù mà chúng gọi là tù nhân lương tâm chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Tuyệt nhiên không có chuyện xây trường học hay hỗ trợ người nghèo, còn phần lớn làm giàu cho những lãnh đạo chủ chốt của Việt Tân. Những cái tổ chức nào mà hoạt động không chính nghĩa thì nó sẽ không tồn tại lâu dài. Đấy, tổ chức nào cũng như vậy thôi. Thì Việt Tân là một tổ chức như vậy, nên chắc chắn nó chỉ tồn tại trong cái giai đoạn nhất định thôi, nó không thể tồn tại lâu dài được nữa. Đấy, và khi mà không tồn tại, bởi vì khi mà không có hoạt động thực sự, nó không chính nghĩa nữa, thì bắt đầu lại các cá nhân trong tổ chức Việt Tân lại chính lợi dụng chính tổ chức của mình đi quyên góp để trục lợi cá nhân. Một số cá nhân trong tổ chức Việt Tân đã sử dụng tiền quyên góp để mở một chuỗi cửa hàng là gọi là Phở Hoa ở Mỹ. Đấy, bị chính các cá nhân trong tổ chức Việt Tân lại là chỉ trích. Đấy, và cộng đồng người Việt ở hải ngoại phải phản đối. Ngoài những mỹ từ và tấm áo dân chủ, nhân quyền hay phong trào yểm trợ kháng chiến mà chúng vẽ ra hòng kêu gọi được thật nhiều tiền, thì bản chất phản động của Việt Tân càng bộc lộ rõ khi chúng sẵn sàng nói không thành có, đổi trắng thay đen với nhiều thủ đoạn cắt ghép hình ảnh để đạt được mục đích chống phá của mình. Hiện nhiều kiều bào của chúng ta ở nước ngoài cũng đã dần nhận rõ bản chất phản động của tổ chức khủng bố này.
anh Estetera Nguyễn đã sống hơn 30 năm tại bang California của Mỹ. Không ít lần, anh đã được tổ chức khủng bố Việt Tân mời tham gia tiệc gây quỹ. Nhưng những thông tin của chúng đưa ra không thể lừa phỉnh được anh tin theo. Tôi nghĩ là không riêng gì tổ chức Việt Tân mà cũng nhiều cái tổ chức đảng phái chống cộng khác ở hải ngoại. Dần dần nó đi vào cái sự thoái hóa và nó vô hiệu hóa. Bằng chứng là qua những cái cuộc mà biểu tình, biểu dương cho vấn đề dân chủ nhân quyền ở Việt Nam thì nó không có nhiều người tham gia. Luật sư Hoàng Duy Hùng sang định cư tại Mỹ từ năm 1975 cho biết phần lớn cộng đồng người Việt tại Mỹ dần hiểu rõ hơn bản chất của tổ chức khủng bố Việt Tân, bởi những đối tượng mà tổ chức này vinh danh đều là những đối tượng vi phạm pháp luật Việt Nam, thậm chí có những kẻ đã gây ra những tội ác mà nhân dân thế giới ghê sợ. Những từ ngữ như là tù nhân lương tâm hoặc là những chiêu bài nói rằng là sẽ đưa những người ở Việt Nam qua Mỹ để sinh sống, sống một cuộc sống xa hoa, đó chỉ là những ảo giác, những chiêu bài dụ dỗ mà thôi. Vì ở bên Mỹ, khi qua Mỹ rồi đó, làm việc rất là cực nhọc, chứ không phải là như họ nói. Không phải là tự nhiên đồng tiền từ trên trời rơi xuống. Nên đó là những chiêu bài dụ dỗ, cho người ta một cái bánh vẽ không tưởng để rồi làm việc cho ý, theo ý họ. Còn lương tâm mà, đó là những tù nhân vô lương tâm. Vì đất nước của chúng ta đang ổn định và phát triển, nghe theo lời của đảng khủng bố Việt Tân, tức là phá hoại đi sự yên bình, hạnh phúc và ổn định của đất nước. Nên tôi nói rằng là đây là một bọn lừa đảo lòng yêu nước của người dân, lừa đảo và kinh doanh luôn cả lòng yêu nước, lấy tiền của người ta để bịp và để xây dựng cho cơ ngơi của dòng họ Hoàng Cơ, mà bây giờ đó là Hoàng Cơ Định, là cháu ruột của ông Hoàng Cơ Minh. Mặc dù bộ mặt phản động, khủng bố đã được đông đảo người dân trong nước và bà con Việt Kiều ở nước ngoài nhận diện rõ, tuy nhiên, tổ chức Việt Tân vẫn lại tiếp tục tuyển cộng tác viên để ngụy tạo xuyên tạc các vấn đề trong nước, đồng thời tiếp tục thực hiện những chương trình loè bịp. Mặc dù Việt Tân và các thế lực thù địch luôn tìm cách chối bỏ bản chất khủng bố, chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhưng theo các quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế có đủ cơ sở để khẳng định Việt Tân chính là tổ chức khủng bố. Bộ Công an Việt Nam khẳng định Việt Tân là tổ chức khủng bố. Do vậy, người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia tài trợ, nhận tài trợ của Việt Tân hoặc tham gia vào các khóa đào tạo, huấn luyện do Việt Tân tổ chức hay hoạt động theo sự chỉ đạo của Việt Tân sẽ đồng phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam. Thông qua chương trình này, một lần nữa, những người thực hiện chương trình mong muốn cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cần hết sức tỉnh táo trước những lời kêu gọi đóng góp tiền gây quỹ cho tổ chức khủng bố Việt Tân. Đến đây, phần trình bày của tôi ngày hôm nay cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.